Thưa quý vị, từ năm 2019 đến nay, chúng ta có những kết quả ấn tượng từ thu phí điện tử trên cao tốc, giảm thời gian di chuyển, loại bỏ tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các trạm thu phí, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và giảm lượng khí thải tương đương CO2, hiệu quả vận chuyển, môi trường và sức khỏe cộng đồng được cải thiện rõ rệt. Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai đầy đủ thu phí điện tử trên cao tốc cả nước, giúp tổng lượng khí thải CO2 giảm được lên tới hơn 100.000 tấn, do giảm hơn 60.000 tấn xăng và nhiên liệu diesel tiêu thụ tại các trạm thu phí. Cùng năm này, xã hội tiết kiệm được hơn 93 triệu giờ cho nhân lực và gần 40 triệu giờ cho tuổi thọ của phương tiện. Tính chung cả giai đoạn 2019 đến 2023, lợi ích mà Việt Nam có được từ việc triển khai ETC tương đương giá trị gần 1 tỷ đô la Mỹ. Với hơn 3 triệu 500.000 xe ô tô được dán thẻ ETC và kích hoạt tài khoản giao thông, chiếm khoảng 70% tổng số hơn 5 triệu 500.000 xe trên cả nước, việc nâng cấp tài khoản giao thông thành trung gian thanh toán và ứng dụng công nghệ thanh toán số, ví điện tử của VETC được xác định là mũi tên trúng nhiều đích, đem lại đa lợi ích cho người dùng. Mỗi cá nhân có thể sở hữu một ví điện tử trực tiếp. Ngoài chi trả phí giao thông, tài khoản ETC có thể được sử dụng thanh toán bãi đậu xe, phí cảng biển, sân bay, giao thông thông minh, dịch vụ trung gian thanh toán cho tiêu dùng khác, tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Bước đầu, ví VETC kết nối với 7 ngân hàng và thẻ ATM đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến của hơn 30 ngân hàng thuộc hệ thống NABAS, tiếp tục hoàn tất kết nối với các ngân hàng lớn khác để mở rộng dịch vụ. Thời điểm này, khách hàng có thể sử dụng ví điện tử VETC để thanh toán thêm phí đậu xe, xăng dầu và nhiều dịch vụ khác trong tương lai gần. Đến tháng 6 năm nay, có khoảng 2 triệu khách hàng tải về ứng dụng VETC trên điện thoại thông minh. Ước tính mỗi ngày có khoảng 800.000 lượt truy cập vào ứng dụng. Việc sử dụng ETC góp phần hiện đại hóa hệ thống thanh toán và tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế số. Trong tương lai gần, người dùng ứng dụng có thể sớm được sử dụng đầy đủ các dịch vụ thanh toán do VETC phát triển. Từ thành công của việc triển khai dịch vụ ETC bằng công nghệ RFID trên toàn quốc, VETC tiếp tục ứng dụng công nghệ thanh toán không dừng để thanh toán phí bãi đậu. Trong thời gian ngắn, đơn vị hoàn thiện bộ giải pháp công nghệ hoàn chỉnh hướng tới bộ giải pháp thông minh cho bãi đậu xe không dừng, không tiền mặt. Người dân dễ dàng thanh toán phí gửi xe bằng điện thoại thông minh, không cần chuẩn bị tiền mặt hay thẻ. Hệ thống ứng dụng công nghệ RFID hiện đại có thể tự động ghi nhận biển số xe và thanh toán phí qua thẻ iTax gắn trên phương tiện hoặc ví điện tử, giúp tiết kiệm thời gian và bảo đảm an toàn cho cả chủ xe, hạn chế thất thoát doanh thu cho bãi xe. VETC cũng phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng để đảm bảo quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ và hiệu quả. Các phương tiện không cần phải xuất tiền mặt, dừng chờ thanh toán như trước đây. Dịch vụ thu phí gửi xe không tiền mặt của VETC sau 2 tháng triển khai vừa qua có những tín hiệu tích cực, cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân cũng như tiềm năng phát triển của loại hình này trong tương lai. Thành phố Hà Nội có gần 100 điểm ứng dụng công nghệ thu phí đổ xe không dùng tiền mặt VETC, chiếm hơn 70% với 78 điểm, gồm 56 điểm trong giữ ô tô và 22 điểm trong giữ xe máy. Hệ thống ghi nhận gần 100.000 lượt giao dịch với tổng giá trị hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Chỉ với các điểm trong giữ thí điểm ban đầu, ước tính sơ bộ giảm hơn 10 tỷ đồng một năm cho người dân, hơn 4 tỷ đồng một năm cho doanh nghiệp. Đây là những con số ấn tượng cho thấy sự nhanh nhạy và thích nghi của người dân đối với phương thức thanh toán mới này. Hầu hết người dân khi trải nghiệm dịch vụ đều ủng hộ vì sự minh bạch và hạn chế tình trạng thu quá mức. Hệ thống tự động hiển thị thời gian đậu xe và mức phí tương ứng, giảm tranh chấp và bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng. Những tín hiệu tích cực này là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa dịch vụ trong giữ xe. Trong năm nay, ứng dụng được triển khai tại tất cả thành phố lớn, hướng tới đến hết năm 2025, được nhân rộng trên toàn quốc.